Hello, chào cô bác, anh chị em và các bạn. Bữa nay Jay sẽ chia sẻ làm nước sốt để ăn hủ tiếu khô nha. Để có được nước sốt ngon thì mình sẽ dùng là xì dầu ngọt, tức là sweet soy sauce, hiệu ABC hoặc hiệu gì cũng được các bạn nhé. Và xì dầu, tức là nước tương, giấm đỏ, dầu hào, muối và tỏi băm. Mình bắt tay vào làm nhé. Ở đây mình sẽ dùng là nước tương, muỗng ăn phở. Các bạn biết mình dùng cái muỗng này, một muỗng này nó sẽ tương đương với một cái muỗng này, nhưng mà đong bằng cái này thì nó bằng, cho nên nó chính xác hơn nha các bạn. Và nó cũng có nửa muỗng rồi 1/3 muỗng thì nó sẽ chính xác hơn là mình đong bằng cái kia. Mình sẽ cho vào đây là 10 muỗng nước tương, tức là xì dầu. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 muỗng xì dầu. Mình dùng loại nước tương này là có độ đạm 570 nha các bạn. Giấm đỏ, mình sẽ dùng muỗng cà phê. Đây là muỗng cà phê. 1, 2, 3, 4, 4 muỗng giấm đỏ nha các bạn. Đây là giấm đỏ. Đường mình sẽ cho vào đây 1/2 muỗng ăn phở. Các bạn nhìn đây là 1/2 muỗng. Gạt nha các bạn. Vì dầu hào với lại cái hắc xì dầu, tức là xì dầu ngọt, nó đã ngọt rồi, cho nên mình chỉ cho vào đây 1/2 muỗng ăn phở đường thôi nhé. Nước súp hay là nước lạnh, các bạn cho vào đây cho mình 150 ml. Các bạn hãy nhìn cho mình là 150 ml nước lạnh hoặc là nước súp, mà đây là mình bỏ là nước súp nha các bạn. Mình sẽ đổ vô đây. Dầu hào mình sẽ dùng một muỗng phở dầu hào nhé các bạn. Gạt thôi nha các bạn. Hắc xì dầu, tức là xì dầu nước tương ngọt đấy, xì dầu ngọt đấy, mình sẽ cho vào đây 1 muỗng phở. Các bạn đừng có đong đầy quá nhé, nó vừa tới cái miệng là được rồi. Tất cả mình sẽ trộn đều lên.
Xong rồi mình mang đi chưng nha. Bây giờ mình sẽ làm nước sốt nha các bạn. Mình sẽ cho vào đây khoảng 2 tới 3 muỗng ăn phở, dầu hành hoặc là dầu ăn bình thường cũng được nha các bạn. Chờ cho dầu nóng, mình sẽ bỏ tỏi vô nha. Mình sẽ cho vô đây một muỗng ăn phở tỏi nha. Các bạn phi cho hơi vàng thôi. Sau đó các bạn đổ cái nước hỗn hợp mà lúc nãy các bạn pha vô. Các bạn hãy nấu cho nó sôi lên giùm mình. Nước sốt đã sôi, mình tắt bếp nha. Phần nước sốt đấy thì các bạn nào muốn ăn ngọt hơn thì các bạn có thể tăng thêm đường hay là tăng thêm cái xì dầu ngọt. Nhưng mà đây là công thức của nhà hàng mình, mà mình thấy như vậy là đã ok.